cho tha cho mấy mày đó. Mày nữa. Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hậu nha. Thì cách đây đâu đó khoảng mấy giờ trước thì mình cũng có quay một đoạn phim về mưa ha. Thì để mình quay một cái cách thực tế và chi tiết nhất cho các bạn xem sao cơn mưa ha. Thì bây giờ là mình sẽ đi ra những cái cống đó các bạn, những cái đường nước mà xả ra để quay cái cảnh này. Mình nói chơi cho vui thôi nha các bạn. Hồi xưa thì mình cũng có hay đi bắt cá những cái cảnh này các bạn, theo những cái đường mương mà sau khi trời mưa nè, thì cá nó lóc rồi các bạn, nhưng mà giờ nó chạy hết rồi. Còn ở trên này nè, đây hiện tại là nước đang chảy này. Đây để mình quay con cá rô cho các bạn xem này. Thì mình sẽ đi kiểm tra những mấy cái đường nước khác. Nãy mình thấy nhiều lắm các bạn, nhưng mà thấy mình nó chạy xuống rồi. Hiện tại còn đây có con à. Để mình đi kiểm theo những cái đường nước khác. Rồi bây giờ là mình với Kim lại đi lại cái đường nước mới các bạn. Kìa, quên đó kìa. Để quay kìa mà. Kìa. Ừ. Nó quanh đó nó đi chặn lại. Chặn lại. Có bắt đi. Cá này nó cũng hơi ốm quá. Đây các bạn. Đó. À. Cho mọi người xem nè, cho mọi người xem. Ồ trong này nhiều lắm này. Nó rồi kìa. Sau một đám mưa nhìn cái cảnh này thích lắm ha. Nè. Ồ cái này mình lấy gỗ mà bắt là. Đây à. Ôi cá bự dữ vậy. Cá bự nè. Ơi. Ơi lấy bọc không? Đâu đâu đâu. Cá này đẻ luôn nè. Ít trời con cá kìa, trời ơi, máu cá dài như cá lóc. Ôi, cá đây, bắt nó lại. Ôi, đây. Trời ơi. Ôi, đâu. Trời ơi, con cá kìa. Đây, đem để bắt lên cho mấy ông coi nha. Để thôi mấy ông nói đây tôi diễn đồ mất công đó. Ê, thường là cá dưới sông đó nè, đây dưới này nè. Khi mà nắng hạn thì không ấy. Ê, đưa không. Ít trời con cá nè. Ồ, đây còn nhiều lắm nè các bạn ơi. Nó ở trong cái hốc này nè. Trong hang, ê, bắt nó hết luôn hả? Trong cái hang này. Cái này là mình quay, anh em mình quay một cách thực tế nhất nha các bạn. Con cá rô mà nếu mà con cá rô mà lâu ngày nó ốm á, là nó sẽ kiểu như bị dưới phèn dưới kinh á, mà nó dài như thế này nha. Còn nếu mà con cá mà mình mà có mua mà diễn á, là nó không có dài gì đâu, nó còn do à. Đây các bạn, mấy anh chị ở miền Tây á, thì thường biết rồi đó, mưa xuống một cái là đầu cá nó lên bờ nè. Ở đây nó nè, cho ông tha cho mấy mày đó. Này, cái này tha nó chạy nhanh quá. Ô cái này mà bắt là im luôn trời. Đi đi á. Cá này bự trời. Mạnh ghê ha. Ủa còn đó không? Còn. Đâu bắt cái hết luôn đây. Bây giờ là mình sẽ bắt hết đó nè. Đắp lại đi. Bây giờ mình đắp cái đập lại. Đắp lại nha. Ồ cái này khi nay mà đi một cái là dữ lắm luôn á trời. Không? Ừ. Đắp. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đắp lại. Đắp cái đập nó hồi nó mình đâu bắt hết ra luôn thử học. Kè nó đổ ra kìa. Đắp cho nó cao lên để nó đi ra. Đấy, hải con đó nãy không? Đúng rồi. Rồi đâu môi nó ra. Đang từ đó. Cái con này nãy. Cái này là cá này là mưa nó tự đi lên các bạn, đi coi. Rồi. À, nãy phải hai mình lấy cái gỗ bắt ngon luôn rồi, không? Bây giờ mình cho này vô đó. Đó. Ghê kìa. Nước nó mát nó lên đó. Nó lóc vô trong luôn, ở trong rồi thôi à, đi luôn đi lóc vô trong luôn rồi. Đi dài dài kia rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi những cái đường nước tiếp theo rồi, thế này còn rồi. Nhiều cá nữa nha. Rồi bây giờ mình đi lại cái đường nước mới các bạn. Nước nó mát lên bên đây nè, bên đây nhìn thấy không? À, bên đây, mình sẽ qua bên kia các bạn. Nó đưa đầu lên kìa. Nó thấy đưa đầu không? Không kẹt kìa. Đó. Này mà lấy gỗ mà bắt mình hồi nó ký lô luôn. Đây để mình rồi.
nhiều quá. Nước chảy khá là mạnh này, nước mưa như vậy giờ đồng hồ thôi nước chảy như thế này. Thì hồi nãy mình cũng đi khá là lâu, giờ lại mình kiểm tra thêm mấy cái đường nước sau khi trời này đã tạnh mưa. Hiện tại thì trời cũng đang nắng rồi. Chẳng lại. Mò dục lên luôn hả? Ok. Khá nhiều à. Xuống luôn. Trên kia đó kìa. Từ từ. Bắt đi. Cái này mình bắt bao đâu vậy? Phải kiếm cái bọc đi, Trên này nữa này. Trên đó nữa không? Cá tổ mẹ luôn kìa. Ê, xuống đi, anh đi lên nó tôi quay cái. Ôi, má ơi. Con nào nó dài như con kình ngư vậy nè. Thì đặc biệt con Hago này các bạn là mưa nè. Sau một đám mưa mình bắt tới đây nó được cỡ nhiêu nè. Đây này, mình bắt cho các bạn xem. Ôi xem. Nước này nó mát ghê, nó lên nó đẻ nè. Bây giờ là mình ta cái cống này mình đi qua có một đoạn nè. Là lúc đầu mình quay á thì đây bắt luôn thử không? Bắt luôn quá. Bắt luôn đi. Ê, chịu đi, tôi đi kiếm cái gì? Rồi đi kiếm cái bọc đây, đừng. Có cái bọc. Bây giờ mình sẽ bắt lên để cho các bạn xem. Thì mình sẽ ngồi đây chặn các bạn, nếu mà không chặn thì sẽ đi ra ha. Tại vì đặc biệt con cá gô này á, một khi có mưa nó mới lên. Lại quay cái cảnh con cá mà gặp mưa nó máy nè, ngồi đi. Lấy cho. Chưa, từ từ má ơi. Nè, đưa vô một em. Được không? Ngồi cái gô kia hay lắm mà. Có một con mấy con bự lắm. Chạy đâu hết rồi. Dễ gì chạy. Chuyện nó không có à nè. Của người ta nãy mấy con luôn đó. Cua nó bò nó luôn mà. Trời này là còn mưa nữa. Ủa? Mình thấy ở đây. Nhanh vậy. Cái rô kia mò mỗi cái mỗi con. Đây đây. Núp trong đây nè. Đây nè. Có con bự lắm. Con bự lắm. Đúng rồi. Núp trong cái bao nè. Ê, đâu hậu đứng lên cái này, là nó bò ra ngoài. Ừ, phép phép nước nè. Đúng rồi đó. Để cho mọi người coi thôi chứ mình không phải. Đúng rồi, vô lên nha. Ê, kìa, cá tổ mẹ không kìa. Đó. Còn mấy cái mương nắng nữa không ta? Đúng rồi. Rồi mắt hú dính đây. Ồ. Rồi nhỏ nữa. Nãy nhiều lắm mà. Mình thấy nó nhiều lắm nhưng mà núp đây nè. Đây nè, núp trong cái bao nè. Nè, bự không? Ê. Ừ. Có dính không? Chút đi rồi. Cái này mà dắt tối á, cái tối đã lên nhiều lắm. Hình như nặng hơn cái mưa không ta? Đúng rồi. Còn không? Còn. Thôi được rồi. Đi tiếp cái mương tiếp đi. Đây nè, đây nè, chạy ra đây nè. Giục lên. Còn rồi. Đó. Rồi, đúng rồi, rồi đâu. Họ đứng lên luôn đi, Rồi, để cho nước nó trong. Đúng rồi. Nè, nó chảy ra nè. Điều kiện cái lùi nó vậy đó hả? Nó cái lùi nó. Đúng rồi. Nấp hay thì chứ. Nó cái lường nó thấy không? Con cá đó. Để. Nó. Mày cầm đi chụp cho. Nè. Ừ. Thấy không? Thấy không? Ê. Ê.
bỏ vô rồi. Tìm cho nó ngồi chút xíu. Trời ơi. Thì hiện tại thì ở phía trên đó thì mình thấy máy cũng đang kéo, cái đó cũng đang cỉnh các bạn. Cũng cầu mong là thêm một đám mưa to nữa ha. Giờ mình sẽ đi lại cái mương kế tiếp.